Hello mọi người, chào mọi người, lại là Thủy đây. Chào mọi người trên kênh của anh Lộc nha mọi người. Thì hôm nay thì có một cái thử thách dành cho anh Lộc. Đó là thì thử thách thì Thủy đã chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ thì Thủy chỉ đổ anh Lộc để chơi thử thách nha mọi người. Chơi gì? Anh Lộc chơi chơi thử thách cùng với em không? Mà chơi cái gì? Mì tôm hả? Sao thắng mì tôm hay ạ? Thì đó đây mà thấy mì tôm, tôi thấy gì nữa mà thấy. Thì Thủy định thử thách anh Lộc ăn hết thùng mì tôm này mọi người. Hết xong sao nở thì mới gọi là thử thách. Bây giờ thì anh dám chơi thử thách này không? Thùng mì tôm tao bỏ ai đây rồi, anh đừng cắt da. Chơi lại đây, em đang quay rồi, anh đi chỗ khác sao người mọi người thấy. Em sẽ, nếu anh hết thùng mì tôm em sẽ trăm một triệu nữa, chịu không? Một thùng mì tôm ăn sao nở mà làm như anh đang mất tiền tiêu á, một triệu đây là cơ hội ngàn vàng của anh á. Bây giờ anh chơi không? Không, một thùng mì tôm ăn dù có 2 triệu cũng ăn không nở đâu. Vậy là thì chọc của mọi người thì thùng mì tôm này mấy bữa nay ăn nó cũng hết rồi, còn có 10 gói nha mọi người. 10 gói mì tôm hảo hảo này rồi, còn có 10 gói à. Còn ở bên này là trứng. Bên này là trứng mọi người. Thì là mì tôm ăn với trứng không? Thì bây giờ anh có chơi thử thách không? Có 10 gói thôi mà được 1 triệu. Mày mì tôm làm cái gì? Em 7 gói thôi. Thôi 10 gói đi, cùng kỳ kèo nữa. Người ta ăn 20 gói, 30 gói xong mình ăn gói. Ai ăn 30 gói? Thì mới là gọi là thử thách đúng không mọi người? Mọi người cần thể nói thì nó đúng không? Đó là phải chơi thử thách gói, okay, luôn 10 gói luôn, là ăn mì tôm với gì nó đi. Thì ăn mì tôm với trứng với lại cải em chuẩn bị chưa này. Là 10 gói mì tôm, mày mì tôm làm cái gì? Mì tôm anh thích gì? Nước hay xào? Nước anh ăn không nổi đâu, bây giờ anh thích xào hay nước nè. Mà ăn mì tôm xào với cả với trứng đúng không? Nhưng mà lại được gì vậy? Được thì được 1 triệu đó, 1 triệu nghe một. Nó lớn lắm đó, chứ không phải gì nhỏ đâu nha. Rồi giờ sao? Giờ anh sao? 1 triệu ít quá. Ít nữa, anh đòi gì nữa? Ôm gái được không? Tạm khôn quá mọi người. Mà nó bị yếu thôi. Nó bị hết mình rồi. Khôn quá mọi người, đòi ôm nữa mọi người. Chơi khôn không? Nhưng mà nhắm ăn nổi không? Ăn hết không? Thì cho ôm luôn đó. Làm ăn hết cái triệu này nè. Được 1 triệu là được cái ôm đúng không? Được, đúng rồi. Rồi chào luôn chứ thích. Trời, bây giờ mình triển khai luôn nha mọi người. Hay là cho ôm cái, anh biết anh thắng rồi, ôm cái trước. No, no, chưa biết ai thắng, BMW chưa gọi là Tết nha. Anh đang ủng hộ em, BMW chưa gọi là Tết nha mọi người. Nay tháng mọi người thấy Thủy nhí nhảnh không? Tại vì Thủy chơi trò chơi này Thủy rất là vui. Làm lễ thì đó, tôi ôm cái nào đây. Mơ đi, rồi bây giờ Thủy triển khai công việc nha mọi người. Bây giờ mọi người thay chân Thủy để vô chơi cùng thử thách với anh Lộc nha mọi người. Thì Thủy để cắt ra 10 gói rồi mọi người. 10 gói mì này 2, 4, 6, 8, 10 nha mọi người. Với lại ra chợ mà hết cải thìa mất nên là mua cải này nè mọi người. Mọi người thông cảm nha, tại sao là xào cải thìa. Còn nước thì đang nấu này, còn Thủy đang đánh 5 trứng để xào chung với cái mì để cho anh Lộc. Còn 5 trứng ở ngoài thì luộc để cho anh Lộc ăn cho đỡ ớn nha mọi người. Rồi bây giờ thì tiến hành chờ nước sau để sẽ xào nha mọi người. Nước sâu rồi mọi người thì bỏ mì nha. Thì trộn mì vô cho một gói này. Bỏ mì vô. Ăn cho hết nữa thế. Xong hết. Thì bỏ mì vô xong một tí rồi thì trộn que bảo cái này cho nó ráo rất dễ xào mọi người. Thủy xào thì bỏ mì xào nãy giờ mọi người. Bây giờ thì mới nêm gia vị. Bây giờ thì sẽ bỏ trứng vô nha mọi người. Tí nào bỏ tiêu vô cho nó ăn cho ngon. Nhìn hấp dẫn lắm mọi người. Ăn chắc cũng hết nổi quá Thủy rồi. Còn rổ rau nữa nè. Từ em trộn ra là từ từ bỏ rau xong. Giờ thì Thủy đã làm xong rồi nha mọi người. Giờ thì làm 10 gói nó nhiều quá nên là bỏ trong đây. Thủy xào lên mì giờ để này ăn luôn. Giờ thì anh Lộc ăn đi. Thực hiện thử thách đi. Giống như anh đâu phải là con heo đâu mà ăn dữ vậy. Ráng đi. Nhưng mà ráng là ôm được em cho giờ biết sao. Nhưng mà nếu mà anh thua thì sao?
Thua thì em sẽ ra một thử thách để anh làm theo thử thách đó. Chừng nào anh thua rồi anh em mới ra hả? Đúng rồi. Rồi cho luôn, anh chắc chắn anh sẽ thắng rồi mà. Rồi, đừng có gì, chẳng có gì là chắc chắn hết nha anh. Đừng có chắc chắn. Rồi. Mà vừa sáng giờ em ăn gì chưa? Chưa. Gấp đèn chút ăn đi. Thôi anh ăn đi, anh ăn thử thách anh đừng có khôn. Đây là trứng của thị đây nè mọi người. Dạ luôn, ăn luôn. Mời mọi người nha mọi người. Đọc cái làm xong cái thử thách này đó, đọc ôm tiếng cá. Cô nóng. Mờ gói. Nếu hơi lạc thì bỏ tương vô. Ngon không? Lỡ anh ăn không hết này, lỡ anh ấy rồi em đi lấy trong khác không? Thử thách nào mà tốt cho sức khỏe là được. Còn cái trứng này là gì? Trứng này là anh thích thì anh ăn, còn để lại cho em. Còn không? Tôi ăn được rất đông, cái này tôi ăn cho hết luôn mà à. Mà ăn cái của em nữa. À rồi vậy thôi để cho em ăn. Cố lên. Thua đi. Uống thêm nước cho nó nở ra. Mở rồi cho nó ngon không? Một chút ăn hết rồi. Ngon quá phải không? Vậy là thua đúng không? Sao thua? Anh Lộc với Thủy mới xây cái bàn lại cho nó có đủ ánh sáng ấy, cho nó quay cho nó to, cho nó đủ ánh sáng ấy, mọi người. Bây giờ thì tiếp tục anh Lộc ăn tiếp nha mọi người. Mình nãy là ăn trong xô nó màu ớn đó mọi người, thì Lộc mới lấy cái dĩa ra nè. Còn Thủy mới lọc trứng nha mọi người. Chén xì dầu đi nè. Mời mọi người nha. Ăn chắc không hết nổi quá. Nãy em mua trứng cho em mà mua thịt bỏ vô trong mì này chắc anh vài miếng chắc ớn quá. Mười gói ăn cho nở chứ. Phải gỡ lắm rồi từ pháp đó. Cứ gỡ quá không được đúng không? Chị thua chưa? Từ từ. Thua đi một từ từ nữa. Chị ôm cái này. Ăn không hết mà đồ ôm. Rồi chị thua rồi, tôi ăn ớt quá. Còn này mọi người. Nè,
lập thua nha mọi người, mọi người lập tướng gan để mà hồi nãy cái mặt nói là thì sẽ thắng này kia rồi thôi nha, chịu cắt nha, đừng hối tiếc nha, đây nha, đừng có nhìn theo nha, tự cắt đây nha, rồi nhận một thử thách, mai sẽ làm thử thách đó sau. Bây giờ thử thách gì bí mật không thể bật mí, mai nay sẽ nói. Bây giờ mai sẽ làm thử thách. Bây giờ thì thôi Thủy với anh Đọc tạm dừng video tại đây đi, cho bây giờ anh ăn hết nổi nữa không ạ? Giờ hôm qua giờ cắt rồi đã mài tàn tiếp được không? Ăn tiếp sao được, ông nói vậy thôi chứ tối ông đói, ông chạy ông ăn có đâu. Đừng có chơi, chơi con. Nói thiệt với mọi người là cái này nè, mới đậu đói quá, nghĩ là 10 gói là chẳng đáng là bao, mà ăn mới có dĩa mình ớn quá, ớn quái đạn luôn, no mọi người. Giờ mọi người xem nè, một son thì to luôn mà, rồi một dĩa đây nó ăn chắc phải hai lần nữa chưa chắc gì hết nữa. Bữa nay bao tử nó càng lớn, bao tử nó càng nhỏ lại mọi người. Rồi bây giờ chịu thua rồi. Thì thua chứ sao? Giờ thôi kết thúc video chứ vậy sao? Vậy là không có ôm đồ, không có tiền bạc gì hết. Chứ sao? Cắt đây nè, đi. Thôi nói chung là thua. Rồi, thôi video cũng khá dài rồi nên là thôi thì kết thúc video dùm cho anh Lộc luôn. Bye bye mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho anh Lộc nha mọi người. Bye bye.